Thủ môn David De Gea chính thức thông báo chia tay Manchester United sau 12 năm gắn bó. Ngôi sao 32 tuổi cũng là cầu thủ cuối cùng từ thời Sir Alex Ferguson nói lời chia tay với sân Old Trafford. Tôi muốn gửi lời từ biệt tới những người hâm mộ yêu quý của Manchester United. Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn và tình yêu trong suốt 12 năm qua. Chúng ta đã cùng nhau đạt được nhiều cột mốc kể từ khi Sir Alex Ferguson đưa tôi về với đội bóng. Tôi vô cùng tự hào mỗi khi khoác lên mình chiếc áo quỷ đỏ, đại diện cho câu lạc bộ và dẫn dắt toàn đội, David De Gea chia sẻ trên trang cá nhân. Thủ môn người Tây Ban Nha viết thêm, giờ là thời điểm phù hợp để tôi đón nhận thử thách mới, ở một thời điểm mới. Manchester United sẽ luôn nằm trong trái tim tôi. Đội bóng này đã định hình con người tôi và sẽ luôn gắn bó với tôi. Chúng ta đã cùng nhau chứng kiến tất cả. Ban đầu, David De Gea và Manchester United tưởng chừng đã đạt thỏa thuận về bản hợp đồng mới. Nhưng sau đó, đội chủ sân Old Trafford yêu cầu thủ môn này giảm lương sâu hơn và cuộc đàm phán rơi vào bế tắc. Bây giờ, người gác đền sẽ tìm kiếm đội bóng mới theo dạng chuyển nhượng tự do. Trong khi đó, Manchester United chuẩn bị đưa thủ môn Andre Onana từ Inter Milan về trấn giữ khung thành với mức giá 55 triệu euro. David De Gea gia nhập Manchester United từ Atletico Madrid vào mùa hè năm 2011 và đã có 545 lần ra sân cho đội bóng với 190 trận giữ sạch lưới. Thủ môn người Tây Ban Nha đã cùng Quỷ Đỏ giành chức vô địch Ngoại hạng Anh năm 2012 đến năm 2015, FA Cup năm 2015 đến năm 2016, Europa League năm 2016 đến năm 2017, Cúp Liên đoàn năm 2016 đến năm 2017 và năm 2022 đến năm 2023, Community Shield 2011, 2013 và 2016. Mùa trước David De Gea đã có lần thứ hai trong sự nghiệp nhận danh hiệu găng tay vàng của giải Ngoại hạng Anh. Với việc David De Gea chính thức chia tay, Manchester United hiện không còn cầu thủ nào từng vô địch Ngoại hạng Anh trong đội hình.